Ngươi càng nóng tính, ngoài làm việc làm ăn kiếm tiền còn đáp trả thị phi. Thế là vừa làm ăn kiếm tiền vừa cả kiếm chuyện, tâm trí hoàn toàn không còn chỗ trống, nghĩ đến việc xả ly cái tâm vọng niệm. Nếu ngày ngày nghĩ cách làm ăn kiếm tiền, lo cho con cái ăn cái mặc, lo cho gia đạo, đó chỉ là nuôi dưỡng vật chất. Từ nay muốn có thêm phước báo, muốn gia đình thuận hòa, ngày ngày bạn dành cho mình 30 phút tu dưỡng tâm. Qua các giáo pháp, đọc sách hay trì kinh, đơn giản nghe các thầy trên YouTube, nhưng Khải Toàn chân thành khuyên hãy dành ít thời gian để thiền định. Đây là bước đầu tiên bạn tự gieo nhân lành, tự gieo hạt giống quang minh vào chính mình, không chỉ cho tâm trí của mình mà cả những người thân thương. Phương pháp hành thiền Khải Toàn chia sẻ rất đơn giản. Không cần cầu kỳ, hãy ăn mặc thoải mái, chọn bất kỳ nơi nào bạn cảm thấy thoải mái nhất. Xích, chéo chân, ngồi kiết già, bán kiết già đều có thể được. Nhắm mắt lại, hãy chú ý vào hơi thở. Thở vào biết mình thở vào, thở ra biết mình thở ra. Ai có thể bắt bảo nguyệt ấn hoặc là đan vào nhau. Lưng nên thẳng vừa phải, giúp khí huyết lưu thông tốt hơn. Nếu vừa khi nhắm mắt lại, tâm của bạn quá nhiều suy nghĩ, được gọi là phóng tâm hay là tạp niệm, hãy theo dõi vào nhịp đếm. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 2 trong suốt buổi thiền. Cuối buổi thiền, trước khi xả thiền, hãy vài hơi thật sâu. Giúp tống hết uế khí trong buồng phổi. Sau đó, lấy hai tay từ từ ướm lên mắt. Xoa nhẹ má. Từ từ mở mắt ra. Hành động này massage mắt và massage cơ mặt. Nếu bạn dùng một ly nước mưa vừa hưởng xong, sẽ có rất nhiều cặn trong ấy. Để vài tiếng sau, phần cặn sẽ lắng xuống, phần trong sẽ lên trên. Mỗi ngày ngồi thiền, tiêu cực của bạn lắng xuống, phần định tĩnh sẽ dâng lên. Một ngày là nhân, một năm là quả. Chúc các bạn hành thiền trong an lạc.